Con em đang kinh doanh làm việc à, không có cứ mang được cái người vậy đâu, anh hiểu em không? Ấy là anh đi nhờ người ta giúp đỡ đó, chứ không phải là cô mang cái gì hết á. Thì đấy, em giúp đỡ anh chứ người khác còn lâu là đóng cửa hết rồi kìa. Và anh đi cứ cái tối sáng mai không có ai đâu. Và nhớ nhá. Thôi được anh đi. Đúng rồi, ok anh. Anh cứ ngồi cho hết mưa đi. Đang mưa không phải đi đâu hết, cứ ngồi để hết mưa đi rồi đi. Để quán em buôn bán. Nhưng mà buôn bán nhưng mà sáng mai nhá. Đừng để sáng mai cứ nằm vạ nằm vật ở đây nhá. Không đó. Ok, đấy em quán cà phê thì không có đồ ăn. Thế ông ba cái đồ pha chế thì có táo với nước thôi. Thì đây em gửi anh quả táo với chai nước. Ý là anh nói thiệt là anh bị vậy á. Bây giờ nó như nó giết cha mẹ mình luôn, cái gia đình đó nó giống kiểu mà tụi Trung Quốc á, qua đây nó sống á, nó không phải là người bình thường. Nó có nguyên một cái phân nhóm tổ chức đó, ở tùm lum nước á, Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc, tùm lum nguyên giống như nguyên một cái tổ chức lừa đảo luôn. Ghê lắm, bây giờ giống như nó giết cha mẹ mình luôn rồi. Ít người ở trong đất Việt Nam mình được. Hơi khó anh ha. Nói thiệt mà trời ơi, em không hiểu đâu. Hồi trước anh mua cái xe quay em chạy rắp bay á. Họ thấy anh chạy có tiền á. Họ dàn cảnh tụng xe họ đặt cho anh.